Anh Phong ơi, anh chơi tiếp tụi game Yonomali đi anh. Coi anh sợ mà cười muốn chết. Trời ơi, coi tôi sợ mà mấy người cười hả? Mấy người cười trên cái nỗi sợ của tôi hả? Lần này là tôi sẽ nhất quyết tôi không sợ nữa. Tôi không la nữa các bạn à. Tôi sẽ không la nữa để cho các bạn không cười được tôi nữa nha. Ok, được rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 của tụi game Yonomali nha. Và trước khi bắt đầu vào video này, đừng quên hãy lại cho tôi một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh nữa nha. Tôi cũng hy vọng là tôi sẽ đạt được 5 triệu sub sớm xíu, 11 còn lấy nút kim cương cho các bạn nữa chứ, đúng không? Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào? Let's go! Rồi, ok, 500 anh em. Hiện tại là tôi đã vào lại trong cái sở thú Yonomali của chúng ta nè. Đấy, thì lần trước là tôi kiếm được tổng cộng là 3 cái chìa khóa rồi. Không biết là lần này tôi có thể kiếm được bao nhiêu chìa khóa đây. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ cố gắng phá đảo game này sớm nha các bạn nha. Ok, trước tiên thì mình phải đi lượm mấy cái bóng đèn xung quanh đấy trước đã. Đây là mấy cái bóng đèn trước. Để lấy đủ 5 cái bóng đèn đi cho nó chắc ăn. Lỡ đâu đang đi gặp mấy con quái vật nữa là xong luôn đó. Rồi ok, 5 cái bóng đèn. Không biết là chị mèo Simmy có còn đứng ở đây đợi tôi không ta. Lần trước là cái chị mèo Simmy chị ấy đuổi theo tôi hơi bị nhiều quá. Giờ hơn như là chị ấy đi. Chị ấy còn ở đây, chị ấy còn ở đây. Chị ấy còn ở đây. Ôi dồi ôi, may quá. Trời ơi, chưa gì mới vừa vô mà chị đã theo đuổi em ghê vậy chị. Chứ là trời sợ thật sự. Rồi đâu rồi, nó đâu rồi ta, nó đâu rồi, nó đâu rồi. À, nó bên kia. Nó đi rồi anh em ơi, đi rồi. Ôi trời ơi, cái con này giống như kiểu nó mê tôi sao các bạn, nó cứ đuổi theo tôi hoài. À, lần trước có mấy bạn bảo là trời ơi, sao anh Phong lại gọi con quái vật là quái vật mèo Simmy vậy. Trời ơi, chị mèo Simmy dễ thương mà. Đó, nhưng mà mình thích gọi vậy các bạn. Mình thấy quái vật cũng dễ thương mà các bạn. Ok, thì để xem coi lần trước là mình đã lấy được chìa khóa ở trong chỗ này nè. Bây giờ mình sẽ thử đi qua cái chuồng khác để xem coi. Đây có cái chuồng của cái con này là con bò hả? Đúng rồi, cái con này là con quái vật bò nữa bạn đó. Ok, con bò mà cái mặt nó cười vui ghê không bạn. Đấy, ok, để xem coi. Ồ, hầm bí mật. Wow. Ủa rồi sao chui vô được? À ok, ngồi xuống chui vô. Ủa cái gì đây? À, cái này là cái mê cung mấy bạn ơi. Oh my god, vậy là bây giờ là mình sẽ phải giải mã mê cung mà. Trời, tưởng cái gì chứ mấy cái trò mê cung này thì đối với Phong là quá đơn giản luôn. Bạn biết sao, tôi có một cái bí quyết này để cho bạn có thể chơi game vượt qua được những cái mê cung nè. Đó, mà Phong đã từng học ở trên mạng. Đó chính là mình đi sai đường rồi bạn ơi. Đó chính là mấy bạn chỉ cần áp sát người của bạn vô bức tường nha các bạn. Mấy bạn chỉ cần đi theo cái bức tường nè, cứ áp sát vô người của bức tường thôi. Đó, cứ đi theo cái bức tường như thế này thôi rồi là mấy bạn chắc chắn sẽ tìm được cái đường để đi ra ngoài. Đó, mình cứ áp sát vô bức tường mình đi như thế này nè. Đó, đó, đi như thế này thôi. Đấy, mình cứ áp sát người mình vô bức tường mình đi là chắc chắn. Ui cái gì vậy? Oh my god, what the hell, cái con slime nó ở bên dưới đây nó làm tôi giật mình các bạn ơi. Trời ơi. Ơ nhưng mà con slime này hình như nó hiền nha các bạn nha, chứ không có tấn công một mình. Trời, cái con slime này mà nó tấn công một mình là cũng hơi bị mệt đó. Ủa rồi cái gì đây? U, cái này mở được một cái cửa, có cái cửa bên dưới nữa bạn. Hình như mình đi ra ngoài cái cửa này là được nè. Đây rồi, tôi nhìn thấy cái chìa khóa trên đây rồi nha mấy ní ơi. Trời ơi, tưởng gì quá dễ đó không? Mấy ní chỉ cần làm theo tôi là chắc chắn là chúng ta có thể thoát khỏi mấy cái mê cung một cách đơn giản liền. Trời ơi, tưởng gì game quá là dễ luôn mấy ní ơi. Trời ơi, tưởng game thế nào lấy được thêm một mảnh chìa khóa nữa. Ủa sao tôi 120 là sao? Ủa tôi tính ra tôi tìm được ha, được tập trước tôi tìm được 3 mảnh rồi mà sao tự nhiên 120 là sao? Ủa cái gì kỳ vậy? Đừng có nói là nó bắt tôi chơi lại từ đầu nha trời. Mấy bạn nhớ không? Trong tập trước là tôi kiếm được 3 cái chìa khóa rồi mà sao tự nhiên bây giờ nó lại hiện là 120 là sao? Trời ơi, đừng nói chơi từ đầu nha. Thôi kệ, chơi luôn. Kệ nó, chơi từ đầu luôn. Ok, lấy được một cái chìa khóa trong mê cung rồi nè. Bây giờ là mình sẽ lấy thêm cái chìa khóa trên đây nữa. Bên đây là chìa khóa dễ nè. Đây, để qua lấy luôn. À. Rồi bây giờ là bay bên kia lụm thêm cái chìa khóa bên này nữa là chúng ta sẽ được 2 cái chìa khóa. Rồi bay qua nè. Rồi ok, 2 chìa khóa đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đến cái chìa khóa tiếp theo nha mấy ní. Để tôi xem coi xung quanh đây có chị mèo Simmy không, mình biết để mình còn chạy cho an toàn. Ui đó không, mới vừa nói cái là chị mèo Simmy xuất hiện liền kìa. Đó, chị mèo Simmy đứng bên kia kìa, trong bên trong khu rừng á. Trời ơi, đi đường khác không thôi là bị chị ấy bắt á. Có một cái chìa khóa nằm ở phía bên này là chìa khóa cũng khá là dễ lấy nè. Ok, mình sẽ đi qua bên cái chuồng bên đây để mình lấy luôn. Mà có một cái này khá là hay nữa bạn, có một cái mẹo chơi rất là hay luôn, đó chính là mình chỉ cần đứng bên dưới đây, chìa khóa nằm trên đây đúng không, mình chỉ cần nhảy lên thôi là mình lấy được luôn nè. Đó, trời ơi, cái này là mẹo nha bạn. Bạn nào muốn lấy thì làm theo cách của mình nha, quá dễ luôn á. Hello anh trai nha. Trời, anh trai này là quảng cáo cho kem đánh răng nè. Đó, cười nụ cười đẹp ghê. Này quảng cáo cho kem đánh răng Colgate. Vậy là chúng ta đã tìm được 3 cái chìa khóa các bạn ạ. À, quá đơn giản luôn mấy đi. Ồ mấy con khỉ nữa bạn.
Mấy con khỉ này nhìn mặt nó sợ thật sự luôn á. Lần trước có bạn bảo tôi á là anh Phong ơi, bữa nào anh hãy thử gọi là đi vào trong cái chuồng của mấy con mèo để khám phá thử đi anh, này cái chuồng của mấy con mèo siêu to khổng lồ nè các bạn đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa dám mấy bạn ơi, tại con này nhìn nó to, nhìn nó ghê quá à. Nên là tôi cũng hơi sợ, tôi không dám vô. Đây nè, con thỏ đang đứng ở bên đây, nó đang khóc nữa bạn, đang che mắt lại nè. Từ từ để tôi nhớ coi, cái chỗ của cái chìa khóa đó hình như là nó nằm ở bên này đúng không? Cái này đúng không ta? Sai rồi. Thôi nhưng mà không sao, tôi có cách. Nè, tôi chỉ cho bạn thêm cái mẹo để vượt qua con thỏ này nè, dễ thôi. Đó chính là các bạn chỉ cần dẫn con thỏ vô trong rừng nè, thì nó sẽ bị kẹt lại ở trong khu rừng, nó bị vướng mấy cái cây á bạn, thì nó sẽ ở trong đây luôn. Nè, rồi mấy bạn đi ra ngoài mấy bạn lấy thôi, quá đơn giản. Chết tôi rồi, tôi quên mất là cái đó là nó nằm ở bên cái chỗ nào rồi. Trời ơi, hay là cái này ta? Phải cái này không? Trời ơi, sai luôn, chạy. Con thỏ qua đây. Qua đây. Bật cái đèn màu xanh này lên là con thỏ nó sẽ bị chói mắt liền. Ôi, nó chói mắt coi xíu xong đuổi mình tiếp. Oh no. Anh thỏ đẹp trai ơi, anh thỏ đẹp trai ơi. Từ, bây giờ mình sẽ dùng cái ánh sáng đây. Mày, rồi, bắn nó rồi. Chạy. Qua đây con thỏ qua đây. Con thỏ qua đây. Rồi ok, chui vô khu rừng tiếp. Đó, mình làm y hệt như lần trước thôi. Rồi, nó sẽ bị kẹt lại trong khu rừng. Rồi nó bị kẹt rồi. Chạy. Tranh thủ lúc nó đang bị kẹt trong khu rừng mình sẽ chạy đây, mình tìm cái máy. Ok, nó bị kẹt trong đó rồi. Từ, cái máy nào ta? Tôi quên mất cái máy nào rồi. Máy này hình như không phải nè. Máy này phải không? Máy này cũng không phải. Trời ơi, bây giờ bật từng cái máy kiểu này không biết đến khi nào mới xong được luôn á. À đây. Đây rồi. Bật đúng rồi. Rồi. Bốn cái chìa khóa. Quá dễ với Phong luôn các bạn ơi. Tưởng gì quá đơn giản. Rồi tạm biệt anh Thỏ nha. Anh Thỏ ở trong rừng khóc một mình đi. Bây giờ em sẽ gọi là đi tìm cái chìa khóa tiếp theo đây. Bye bye anh. Ok, chúng ta đã tìm được tổng cộng là 4 cái chìa khóa một cách vô cùng nhanh chóng và gọn lẹ bạn ạ. Bây giờ thì có nên vô chuồng của con mèo này không ta? Tôi nghĩ là được đi, cũng được đó, nhưng mà để cuối cùng nha bạn. Con mèo tôi nhìn hơi sợ bạn ạ. Ok, tôi nghĩ là cái chuồng tiếp theo mà chúng ta sẽ khám phá thì nhìn cái mặt con khỉ này hay ghét đó nha. Hay là mình vô đi mình lấy cái chìa khóa trên chuồng con khỉ luôn nha. Để tôi thử thách bản thân tôi vượt qua mấy con khỉ này coi như thế nào nha các bạn. Nói chung là nói vậy thôi chứ tôi nhìn con khỉ nó coi bộ cũng hơi khó à. Sao mà cái đuổi hay tôi hoài vậy bạn ơi? Bạn đi ra chỗ khác đi cho tôi vô tôi lấy cái chìa khóa cái coi. Bây giờ thì chắc là bây giờ mình sẽ gọi là bắn cây súng vô mặt nó, sau đó là mình sẽ chạy lên trên kia mình lượm cái chìa khóa trên đây. Để kiểm tra xung quanh coi có chị mèo Simi xung quanh đây không? Đây có một chị mèo Simi bên kia kìa. Cũng ở hơi xa chắc không sao đâu. Ok. Bùm! Rồi chạy. Nhanh lên Phong ơi, nhanh lên. Té rồi. Bị té rồi. No. À! Trời ơi, bị té rồi mấy bạn ơi. Ây da, coi bộ mấy con khỉ này là muốn đấu với bọn nó cũng hơi khó nha các bạn, chứ không phải dễ đâu nha. Để làm lại nè, làm lại lần nữa nè. Bùm! Rồi chạy. Nhanh lên. Mấy con khỉ này đuổi theo mình. Ở chỗ này nó có cây búa nè bạn, mình có lượm mấy cây búa này mình gọi là quýnh mấy con khỉ rồi không ta. Mấy con khỉ ở bên dưới nó cứ kêu ép nghe ghê thật sự luôn á. Ok rồi, nhảy xuống đây nè, bật cái máy này lên. Trời ơi là trời, lại thua thêm một bạn nữa rồi. Mấy con khỉ này coi bộ hơi bị khó đối phó với bọn nó nha. Nhưng mà không, tôi là Phong Cận TV, tôi không sợ ai hết. Nhào vô đây. Rồi ok, đi lên đây. Nhanh lên. Úi trời ơi. Vẫn bị bắt mấy bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chạy vô ông kia, xong rồi mình sẽ bắn cái đèn vô mặt con khỉ, rồi sau đó là mình sẽ leo lên, mình chạy thật là nhanh mấy bạn. Cái này là mình phải chạy thật là nhanh, chứ mình chạy chậm quá là mình thua liền mấy bạn ạ. Ok, rồi chuẩn bị nha. Bùm. Rồi, chạy. Ui, đường nào. Tôi quên đường rồi. À, mấy con khỉ đừng lại gần tôi nữa. Trời ơi. Mấy con khỉ này khó quá mấy bạn ơi. Tôi thấy cái chuồng của mấy con khỉ có vẻ hơi khó bạn à, cho nên tôi nghĩ là chúng ta hãy thử đi tìm cái chuồng của con khác đi. Ừ, tại vì mấy con khỉ nó chạy nhanh quá, mình không thể nào mình thoát khỏi nó được. Mà ở chỗ này nè bạn, mình thấy nó có mấy cái cây nấm màu xanh lá cây này nè. Cái này là để làm gì mấy bạn? Có bạn nào đã từng chơi qua game này và biết cái nấm này dùng để làm gì không? Mấy bạn comment cho tôi biết nha. Chứ tôi không hiểu cái nấm này dùng để làm gì. Ui. Ồ. Hello chị mèo Simi, trời ơi lại gặp chị nữa rồi. Thôi nha, không giỡn nha, tôi đi tôi kiếm chìa khóa. Thôi, đừng có đuổi tôi nữa mà. Ủa?
Cái gì vậy trời? Tôi đang đứng ở trong chuồng mà sao nó vẫn đuổi được tôi vậy? Chị mèo Simmy này, chị tránh ra chỗ khác cho em. Rồi chạy. Leo đây. Ui, chị ấy đứng kế bên mình luôn các bạn ơi. Chị ơi. Chị tránh ra chỗ khác. Rồi chạy tiếp. Chạy đi Phong. Ui, trời ơi, sợ quá. Ui, hai chị mèo Simmy luôn, có đến tận hai chị mèo Simmy luôn. Bây giờ ra ngoài là sẽ bị chị mèo Simmy bắt, còn mình vô hôm nay là mình sẽ bị chị mèo Simmy cũng là mèo ở trong đây bắt luôn. Ui, lại đây, bắn nó cái nè. Rồi chạy. Chị đường nào vô? Shiba. Thế giờ bây giờ làm sao đi trời? Tôi mới vừa kiếm được có mỗi 4 cái chìa khóa thôi mà nó đuổi tôi chạy gọi là xúc đôi dép luôn. Chưa kịp lụm đôi dép luôn. Trời ơi là trời, khổ thiệt sự. Sao lại tiếp tục là chị mèo Simmy nữa vậy? Chị ơi, chị ra chỗ khác giúp em đi chị. Tránh ra chỗ khác. Rồi chạy. Oh, hello bạn nha. Sao mình đến tập 2 rồi nhìn mặt bạn vẫn buồn vậy? Chuồng bên này là chuồng của con gì đây? Con này là con gà hả? Con gì ở trong game này nhìn nó cũng thấy ghê hết các bạn. Con gà nó không có cọng lông nào hết trơn. Hồi nãy tôi quá tức rồi, bây giờ tôi nhất định là tôi phải gọi là vô lấy được cái chìa khóa trên chuồng của mấy con khỉ. Không sợ gì hết. Tiến lên. Bùm. Rồi nó bị đứng hình rồi. Chạy thôi. Chị nhanh lên Phong ơi. Nó có đuổi được không vậy? Rồi nó không đuổi được mình, nó bên dưới này rồi. Sợ quá. Bây giờ thì mình sẽ nhảy qua đường bên này đúng không? Ok, nhảy ở bên đây nè. Rồi, sau đó mình sẽ bấm cái này cho nó xoay cái này lại. Cái này là mình sẽ phải tính toán, mình suy nghĩ làm sao để mình bắt được cái cầu mình leo lên trên cao các bạn ạ. Ok, hy vọng là mấy con khỉ nó sẽ ở bên dưới, nó không leo lên chỗ mình. Chìa khóa đang ở trước mặt chúng ta rồi. Không thể nào để gọi là sai sót được mấy bạn ạ. Rồi, bây giờ đến đoạn này chắc là sẽ xoay tiếp đi. Tôi phải xoay làm sao cho chừng nào tôi lên được trên cao mới được. Rồi, lên tới trên đây chắc mấy con khỉ nó hết đuổi được mình rồi. Ui mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Mình đứng xa như thế này nha, mình ở bên chuồng của con khỉ vậy mà cái con mèo bên kia nó vẫn nhìn mình kìa các bạn, mày thấy không? Nó vẫn đứng, nó vẫn nhìn mình. Cái con mèo này chắc là phải là thuộc dạng gọi là, mình nghĩ là chắc không phải chùm cuối đâu, chắc phải là gần chùm cuối luôn á, nên là mình nghĩ là mình sẽ để cho nó cuối cùng nha các bạn. Con mèo này có bộ hơi khó để vô được cái chuồng của nó đó. Ok. Mấy con khỉ ở bên dưới nó cứ đau đầu thiệt sự luôn á trời. Chìa khóa đâu rồi? À, chìa khóa trên này. Gần được rồi. Ồ, chị mèo Simmy đang ở bên dưới chờ mình kìa bạn. Hello chị mèo Simmy nha. Trời ơi, chìa khóa trước mặt chúng ta rồi. Ây da, tính ra là trong tập này mình tìm được gọi là liên tục gọi là 5 cái chìa khóa gọi là liên tiếp luôn bạn á. Mình thấy ở trên cái tấm ván này đó bạn, nó có một cái dấu ít ở trên đây. Có khi nào là mình cần phải đứng vô trong cái dấu ít này không ta, để cho nó bắn mình bay qua bên đây? Cũng có thể đấy chứ. Ok, để tôi thử nha các bạn nha. Tôi thử thêm lần nữa nha. Ok, bắn nè. Rồi, sau đó là mình sẽ đứng lên trên đây đúng không? Vị trí này đúng không? Hy vọng là được. Đừng té nha. Ui. Trời ơi, xem thua may quá không bị té dưới bạn ơi. Làm lại lần nữa nè. Ok, hy vọng lần này sẽ được. Bay qua nè. Yes, ok, qua được. Rồi bây giờ đoạn này bay qua đây nữa là xong. Hồi hộp quá. Chìa khóa tiếp theo. Tôi tới với bạn nè bạn ơi. 5 cái chìa khóa. Quá đơn giản với Phong. Bây giờ mình leo lên trên đây rồi sao mình xuống dưới được ta? Ừ ha, tính ra mình lên đây sao mình xuống được nhà, mình nhảy xuống hả? Ui, ây da. Ui, trời ơi. Nhảy xuống trong game này nó bị thương rồi, nó có bị thua không ta? Hy vọng là sẽ không bị thua. Ý, nhưng mà mấy con khỉ nó bên dưới nó chờ tôi, giờ sao tôi xuống được? Trời ơi, nó bên dưới nó chờ tôi 3 con luôn nè. À ok, không sao. Bây giờ mình nhảy xuống xong mình bắn vào nó cái, mình sẽ chạy ra ngoài cái cầu kia liền luôn nha các bạn nha. Ok, làm nhanh nha các bạn, chuẩn bị nè. 1 2 3. Bùm. Chạy. Ủa sao không chạy? Chạy đi. Ui, nó bị thương, nó chạy không được bạn ơi. Ui, may quá, chạy được rồi. Trời ơi, tôi bị thương, tôi chạy không được các bạn ơi. Sợ thiệt sự luôn á trời. Mệt quá. Đau tim quá. Rồi, bây giờ là đến thời điểm tiếp theo. Thời điểm mà mấy bạn đang mong chờ nhất nè. Đó chính là sẽ đột nhập vào trong cái chuồng của con mèo siêu to này. Ê, đừng có nói là chìa khóa nằm kế bên con mèo luôn nha. Nhìn hơi khó nha. Bây giờ ở trong đây là nó đang có mấy con mèo con đang đứng canh nè. Mình nghĩ là để có thể vô được mình phải chờ cho nó đi ra xa xa đã. Rồi, chạy đi.
nó có chạy theo mình không, chạy theo mình không? Ui, ôi bắn, hình như là mình phải đứng vô cái dấu ít này. Ok, bay lên. Ok, ủa sao bay qua đây rồi? Bay hơi xa nha, bay hơi xa nha. Thế là bay hơi xa đó. Bây giờ là mình sẽ bắn cái tấm ván này, xong rồi mình sẽ leo lên trên cao trên đây thì phải. Ok, cái chìa khóa nó nằm kế bên con mèo luôn bạn ơi. Cái chìa khóa nằm kế bên con mèo luôn. Giờ sao trời? Bắn nè, rồi mình sẽ phải canh coi cái dấu ít nằm ở chỗ nào. Là dấu ít nằm chỗ này nè, mình sẽ đứng vô đây. Hey! Ai à! Ây à! Rồi tôi bị té rồi, tôi bị té rồi. No, no. Trời ơi, khó quá, khó quá. Chỗ này hơi khó nha, chỗ này hơi khó nha. Mình phải coi lại nè, bây giờ làm cách nào để lên được nè. À rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ phải gọi là dụ mấy con mèo nó đi ra chỗ khác đã. Ok, tránh ra chỗ khác cho anh. Ui, vẫn còn một con nữa, vẫn còn một con nữa, hai con lận. Hai con lận mấy bạn ơi, tôi quên mất là nó có đằng hai con lận. À không, nó có ba con luôn nha các bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ dụ mấy con mèo nó đi theo mình nè. Rồi đi theo anh con ơi, đi theo anh, đi theo anh. Đúng rồi, đi theo ta nè, đi theo ta. Nè con này đi theo anh nè, đi theo anh đi, anh mua ba tê chăng? Qua đây, đúng rồi. Qua đây anh dẫn đi mua ba tê mèo nha. Ừ, ok rồi, đứng đứng ở đây nha, đừng đi đâu nha. Rồi, mình sẽ để cho nó đứng ở đó, sau đó mình sẽ lẻn qua mình đi cho nó dễ các bạn ơi, chứ bọn nó đi theo mình khó lắm. Ui, sao bên này vẫn còn một con nữa nè. Có nghĩa là cái chuồng này bốn con luôn hả? Trời ơi, bốn con mèo luôn hả? Oh, hello anh hươu cao cổ mặt buồn. Sao từ nãy giờ gặp con hươu cao cổ cái mặt của nó vẫn buồn quá. Đây. What the hell? Cái gì vậy? Tôi đang đi tìm đồ mà. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, có con quỷ khỉ. Trời ơi, sợ thiệt sự. Bây giờ, ok, con mèo lại đây. Bùm, rồi, chạy. Nó có đuổi được không vậy? Nó đuổi mình được không vậy? Hy vọng nó không đuổi được mình. Ok, hình như là mình phải đứng ở trong cái vị trí này đúng không? Ok, đứng vô. Ủa, sai rồi. Sai rồi. Sai vị trí rồi. Đứng sai vị trí. Đừng đuổi tôi nha. Hình như là không phải dấu ít này. Mình phải đứng vô dấu ít này mới đúng hay sao nè. Ok, dấu ít này đúng không? Ok. Ủa cái gì vậy? Tôi đứng vô dấu ít rồi mà. Ui, tôi đứng vô dấu ít rồi mà. Sao tôi vẫn bị bắt vậy ta? Không sao cả. Thất bại là mẹ thành công. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mình làm lại thôi. Bùm, rồi, chạy. Đừng vô đây. Mày quá, nó không vô. Hy vọng nó không bắt được mình. Ê, sao vẫn té vậy? Xàm nha, tôi thấy đoạn này hơi xàm nha. Tại sao tôi vẫn bị té ra ngoài vậy ta? Vậy là mình chỉ được đứng xíu thôi đúng không? Không được lên cao quá. Ui, vẫn té, trời ơi, vẫn té. Vẫn té là sao? Ui, trời ơi, bị bắt tiếp rồi. Ây à, mấy bạn à, cái chuồng của con mèo này thật sự là quá là khó đối với Phong. Hiện tại là Phong vẫn chưa biết cách nào để có thể vượt qua được cái chuồng của con mèo này. Cho nên là mình nghĩ rằng là cái chuồng con mèo này mình sẽ để cho tập sau để mình nghiên cứu thử đi. Mình sẽ phải gọi là tìm hiểu thử thì mình mới biết được cách vượt qua cái chuồng con mèo này, mình mới chơi tiếp được các bạn à. Bây giờ tôi nhìn nha, tôi tính toán cái kiểu thì tôi thấy là cái chuồng này á là mình phải vượt qua khá là nhiều bẫy đồ cái kiểu nữa nè. Nên là có bộ là hơi khó đó, với lại là video thời lượng cũng khá là dài rồi. Ok, cho nên mà mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình tiếp tục chơi tiếp cái tựa game Yonomali nè, thì các bạn đừng quên hãy comment xuống bên dưới tôi biết. Và đừng quên nhấn nút like cái video này nha. Nếu như video này đạt được càng nhiều like á, thì mình sẽ càng sớm ra tập tiếp theo cho các bạn xem nha. Chứ tôi thấy tập này là tôi tìm được 5 cái chìa khóa là cũng xịn lắm rồi. Đúng không các bạn? 5 cái là xịn lắm rồi đó. Còn cái chuồng con mèo này thì coi bộ nó hơi khó. Chứ là từ từ tôi sẽ tìm cách để tôi vượt qua. Cái con mèo này nhìn thấy ghét thiệt sự luôn á. Bắn cho nó thêm cái nữa là kết thúc video nè. Bùm. Rồi ok, thôi kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Goodbye, see you again. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Ê, hình như tôi đang đứng kế bên con mèo. May quá nó không bắt mình. May quá nó không bắt được mình. Trời may quá. Trời ơi. Ok, bye bạn nha. Bye bye. Hello team, hello team.